Cẩm nang cho người mới khi tham gia thị trường crypto. Trong video này mình sẽ nói về người mới cần biết những kiến thức gì, nên đầu tư bao nhiêu, đầu tư như thế nào, mua bán ở đâu và cần lưu ý gì, những nguyên tắc gì không. Các bạn lưu ý đầu tư crypto thì chúng ta sẽ không có mức min max và chúng ta cũng nên có những quy tắc và mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Mình lấy ví dụ như vốn ban đầu của bạn là bao nhiêu và target mục tiêu của bạn như thế nào. Ví dụ 1.000 đô và target x2 trong vòng 1,5 tháng chẳng hạn thì chúng ta sẽ highlight phần này. Các bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo tài khoản Binance. Bước 1 thì vào website hoặc là app Binance để tạo tài khoản bằng email hoặc là số điện thoại của các bạn. Bước 2 chúng ta sẽ xác minh tài khoản vừa tạo bằng số điện thoại, email và cài bảo mật 2FA. Bước 3, mình vào market chọn B2B và liên kết với tài khoản ngân hàng của các bạn như Vietcombank, Techcombank, vân vân. Bước 4, sau khi mà đã liên kết với tài khoản ngân hàng xong thì chúng ta mua USDT qua Binance B2B từ Việt Nam đồng qua hình thức là chuyển khoản ngân hàng. Mình nghĩ là sau khi mà tiền của các bạn không nằm ở dạng Việt Nam đồng nữa mà nằm ở dạng USDT trong Binance thì các bạn sẽ có động lực hơn để tìm hiểu về crypto. Thì mình sẽ xác định tư tưởng với nhau từ trước ha. Đó là đầu tiên chúng ta sẽ phải tham gia nghiêm túc với thị trường này, tức là mình sẽ skin in the game. Và thứ hai là chúng ta sẽ có những nguyên tắc đầu tư riêng cho bản thân và luôn tôn trọng quyết định đầu tư của bản thân mình và phải làm rõ với nhau từ trước đó là đây là một kênh đầu tư có rủi ro. Số 3 đó là mình nghĩ các bạn nên học những thuật ngữ cơ bản trong thị trường crypto. Mình lấy ví dụ như là ETH này, FOMO, entry, target price, TP, cut loss vân vân để khi chúng ta giao dịch và khi chúng ta nghe những người khác chia sẻ kiến thức crypto thì có kiến thức và thuật ngữ cơ bản sẽ giúp đỡ các bạn rất là nhiều. Tiếp theo đó là chúng ta có thể vọc Binance, tức là mình tự tìm hiểu những tính năng có trong sàn Binance, bởi vì sau khi mà có USDT trong tài khoản thì bạn có thể vào phần market và chọn classic trading để xem những cặp nào được niêm yết với USDT, tức là bây giờ thì chúng ta có thể dùng USDT để mua bán coin, buy hoặc là sell. Các bạn vào phần classic và sau đó sẽ có spot thì có market limit và stop limit, các bạn hãy tìm hiểu những tính năng này. Ngoài ra thì còn có margin và futures thì mình nghĩ đối với các bạn mới chúng ta hãy tránh xa margin và futures ra. Và ngoài ra mình nên tìm hiểu về các set lệnh cut loss là gì. Tiếp theo, một số năm đó là các bạn có thể chốt giá và xem tổng quan những đồng coin có mặt trên thị trường. Thì trong video này mình sẽ đề xuất hai website là CoinGecko và CoinMarketCap. Thì mình nghĩ hai website này là uy tín nhất rồi. Các bạn nên nhớ là chúng ta không có nguyên tắc và quy định cụ thể nào về việc phân loại các đồng coin, nhưng mà với quan điểm cá nhân mình có thể phân về vốn hóa như sau. Thứ nhất đó là những đồng top cap như Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana với market cap là trên 5 tỷ đô. Và thứ hai nữa là những coin mid cap như là Mina, Serum, Ren, Radium vân vân với market cap là từ 1 tỷ đến 5 tỷ. Và thứ ba là low cap như Anchor, Gunet Network 1 inch với market cap là từ 100 đến dưới 1 tỷ đô và very low cap là những con còn lại, tức là dưới 100 triệu đô. Tiếp theo là về sản phẩm dự án thì mình có thể phân thành những con layer 0 hay dự án nền tảng như là Solana, Near, Avax, Ethereum, những con về DeFi như là Uni, Sushi, AV, Compound. Về meme token thì mọi người thấy như là Doge, Shiba, Husky và Floki, hoặc là Privacy thì mình có Keep Network, Dash, ZEC. Về infrastructure cơ sở hạ tầng thì có The Graph, Shiden, và layer 2 thì chúng ta có những con như Matic hoặc là Scalar vân vân. Còn một nhóm gọi là shitcoin, nhưng mà đối với mình thì là không có con nào gọi là shitcoin cả, chỉ có những dự án các bạn kiếm được lợi nhuận từ nó hoặc là không mà thôi. Có nhiều người nói Shiba hay là Doge là shitcoin nhưng mà vẫn có rất nhiều người kiếm được cực kỳ nhiều tiền từ nó đó thôi. Và video phần 2 thì mình sẽ nói chi tiết hơn về vốn ban đầu, ví dụ như là 1.000 đô thì nên đầu tư như thế nào với target là x2 trong vòng 1,5 tháng. Các bạn nhớ follow để theo dõi video phần 2 của mình nhé.